Em mới về được 5 bộ mic 5S nhé. Dòng dòng này ngày trước em bán cho bác rất là nhiều rồi đấy ạ. 5 bộ mic 5S này. Mức giá thì được 5S này được các rất nhiều bác đón nhận nhé. Về hát khá là hay, giọng trầm ấm sâu. Đối với dòng 5S này. 5S, 5S U666 vẫn giá mức giá như trước cho các bác. Giá như trước. Nói chung là giá trước là em bán là 1 triệu 9 một bộ, 1 triệu 9 một bộ. Đây là hàng mic bãi, mic bãi 5S các bác nhé. Đây, em nói mic đi. Lên. Em bật này. Tất cả các tay mic này. Tất cả chất âm nó ấm hay không nó đều do tay mic rất là quan trọng cho bác. Thì bác nói nó không bị phá giọng. Đấy, em đang đòi ấy, còn là mic con này đang tần số 193 đấy. Tất cả một bộ mic này các bác được được gồm có một chiếc đầu này, một chiếc đầu này này, một chiếc đầu và dây nguồn, hai cái tai mic kèm theo và dây cắm số đi đấy. Và các bác là đối với lại dòng mic 5S này thì cách đây hơn một năm hoặc là 7-8 tháng em có một lô về cái dòng này thì không có để bán, không có để bán nên do vậy bác nào có nhu cầu thì em mới về được cả 5 bộ nhé. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em, mức giá 1.900.000 một bộ, 1.900.000 một bộ. Em cảm ơn đấy, 1.900.000 ạ các bạn. Tất cả những chiếc mic này đầu ngoài đầu ra thì nó liên quan đến cái đầu thu này rất quan trọng, ấm hay không nó hay ở đấy, nó chất âm nó ấm nó hay, rất rất là hay, nó không bị phá giọng, giọng không bao giờ phá đấy, nghe chất giọng rất là ấm, không phá giọng các bạn nhé, không phá giọng một tí nào. Đây là dòng mic đấy, 5S U66 U66 mức giá 1.900.000, các bạn có nhu cầu liên hệ.